Em chào cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube Gốm Sứ Nhật Xuân Lãm. Bên em chuyên các dòng gốm sứ cao cấp, gốm sứ Nhật cao cấp. Anh chị xem video mà cảm thấy yêu thích cái mã nào thì anh chị điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại 0913 330469 nha anh chị. Điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại 0913 330469. Rồi em lên mã đầu tiên trong video. Mã đầu tiên này là bộ bình trà nha anh chị, một bình 5 ly. Bộ bình trà này là thuộc dòng ngũ sắc. Bộ bình trà này thuộc dòng ngũ sắc nha anh chị, bộ này cực kỳ VIP luôn. Họa tiết là hoa mẫu đơn. Được vỉ nổi nha anh chị, sờ cộm tay. Từng cái họa tiết, từng cái viền ly, viền nách, viền đế của cái bộ này là đều là được đắp vàng hết. Rồi từng cái chi tiết hoa như thế này cũng được đắp vàng nha anh chị. Đây chị đếm lại. Rồi. Nói chung là bộ bình trà này từng chi tiết là đều được đắp vàng hết. Rồi, bộ này là em báo với anh chị là không. Bộ này là bộ này là 100% hoàn hảo nha anh chị. Từ đắp vàng cho tới là vỡ mỹ đồ này kia là nó không bị lỗi lầm đồ gì hết á. Đây. Họ tiết được đắp vàng. Viền của nắp ly này đắp vàng. Viền miệng ly đắp vàng. Đế của ly cũng được đắp vàng luôn. Bộ này nói chung là đẹp. Mặt sau có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Đây ly của đây, ly của bình trà là ly của bộ trà này. Bộ trà này mà anh chị dùng để trưng thì cũng đẹp, mà dùng để uống trà thì lại càng sang nha. Bình này là bình lập tổ ong nha anh chị. Bình này là bình lập tổ ong và anh báo với anh chị là bộ bình trà này mặt sau không có cái bình này mặt sau không có truyện ký, nhưng mà truyện ký nó nằm trong nắp này. Mặt sau không có truyện mà truyện nó nằm trong nắp nha anh chị. Bộ này có bộ bình trà này có quai nha. Bộ này hoàn hảo 100% luôn. Rồi đường kính của miệng ly là 9 và cao là 6 nha anh chị, đường kính của miệng ly là 9 và cao là 6. Đường kính của miệng bình là 10 và cao là 8,5. Bình này là dung tích là 500ml nha anh chị, có quai. Mới 100% luôn. Không bị hoàn hảo 100% luôn, không bị gì hết. Một bình 5 ly rồi, anh chị thích bộ trà này thì lên cho em mã L12 giá 1.900.000 bộ này. L12 1.900.000 nha anh chị. Một bình 5 ly. Này là mã chiến cơm nha anh chị. Chiến này là chiến cơm. À quên, mã này là chiến cơm. Chiến cơm hoa đào. Bộ chiến cơm này là thuộc dòng men xương sứ nha anh chị, cực kỳ mỏng luôn, mỏng nhẹ. Hoa đào. Hoa đào màu hồng nha anh chị, bộ này cực kỳ xinh luôn. Form bộ này là chiến cơm. Form này là form chiến của Nhật nha anh chị. Form này là form chiến của Nhật.
họ tiết hoa đào màu hồng nè. Rồi tí truyện của bộ chiến này là tí truyện hình một cái nụ hoa đào nha. Dòng miên sơn sứ cực kỳ mỏng nhẹ luôn. Bộ này em có 2, 4, 6, 8, 10 chiếc. Bộ này 10 chiếc nhưng mà em báo với anh chị là nãy em kiểm tra là có một chiếc nó bị dâm chút xíu ngay đây. Rồi còn 9 chiếc còn lại là hoàn hảo, không có bị gì hết. Rồi đường kính của miệng chén này là 12 và cao là 4,5 nha chị. Đường kính là 12 và cao là 4,5. Rồi bộ này 10 chiếc mà một chiếc nó bị mẻ rồi em bỏ ra, còn là 9 chiếc thôi. Rồi 9 chiếc này anh chị lên cho em mã L13 giá 280k bộ này, 9 chiếc. L13 giá 280k 9 chiếc này nha anh chị. Nhưng mà anh chị nào chốt cái bộ này á, thì nếu như mà anh chị thích cái chén này thì em bỏ vào luôn. Em chỉ tính 9 chiếc thôi, còn mà anh chị nào không thích cái hàng mỹ á, thì bỏ ra. 9 chiếc này L13 giá 280k nha. Rồi em lên mã tiếp theo, hai cái chén vuông dòng ngũ sắc. Cái này là một cặp nha anh chị, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xanh. Chén vuông này là thuộc dòng ngũ sắc nha. Chén này rất là dày và nặng nha anh chị, chất dày và nặng. Một cặp, một chiếc là màu đỏ và một chiếc là màu xanh. Hai chiếc chén này thuộc dòng ngũ sắc. Rồi em báo với anh chị là hai chiếc này mặt sau không có ký truyện nha. Đây là chiếc màu đỏ này, này là chiếc màu xanh. Đường kính miệng của chén này là 11.5 và cao là 6 nha anh chị. Đường kính miệng là 11.5 và cao là 6. Cặp này. Rồi anh chị thích cặp này thì lên cho em mã L14 giá 140k 2 chiếc. L14 140k 2 chiếc nha anh chị. Mặt sau không truyện tí nha. Rồi em lên mã tiếp theo. Bộ này là chất liệu bằng mica nha anh chị. Bộ này là chất liệu bằng mica, họ tiết là vân gỗ. Nói chung là mica giả gỗ. Rồi bộ này gồm một hũ á, hũ đựng trà nha anh chị. Bộ này gồm một hũ đựng trà. Cái nắp này, họ tiết hoa đào. Rồi cái hũ này là mình để đựng. Cái hũ này nếu như mà anh chị uống cà phê thì mình đựng đường trong này. Rồi đó, hai cái lỗ hai bên này nè, để mình để cái muỗng xong mình đậy cái nắp lại cho nó khít nha. Chất liệu là mica giả gỗ nha anh chị. Rồi cái này là cái song trầm. Chiếc này là, cái này là song trầm nha anh chị. Rồi bộ này có 4 món, một cái khay hình lục giác, hai cái hũ này và một chiếc đồ để đúc trầm.
Bộ này là mica nha chị, mica giả gỗ. Bộ này nhẹ chứ không có nặng nha. Em báo anh chị là bộ này nhẹ chứ không có nặng. Rồi đường kính miệng của hũ này, của hũ cao là 7,5. À em xin lỗi anh chị, đường kính miệng của hũ cao này là 7 và cao là 9 nha anh chị. Đường kính miệng là 7 và cao là 9. Rồi cái hũ bí này đường kính miệng là 7,5 và cao là 5,5. Đường kính của cái song cầm này miệng là 11 và cao là 8. Cái khay này đường kính là 24 nha anh chị. Rồi nguyên bộ này anh chị lên cho em mã L15 giá 250k bộ này. L15 giá 250k nha anh chị. Mica giả gỗ. Em lên mã tiếp theo. Mã này là tô canh nha anh chị. Tô này là tô canh. Nói chung là tô size lớn đó, mình để dùng để múc canh, mình dùng để đựng canh hoặc là cái gì đó cũng được. Tô này là size lớn. Tô này phong cách Âu nha anh chị. Cái tô này là hàng Nhật nhưng mà vỉ họ tiết Âu. Mặt sau có truyện ký đầy đủ nha anh chị, tô này cắt dày và nặng tay nha. Mặt sau có ký truyện đầy đủ. Đường kính miệng của tô này là 24 và cao là 6. Đường kính miệng là 24 và cao là 6. Rồi anh chị thích cái tô này thì lên cho em mã L16 giá 250k cái tô này. L16 250k. Mặt sau có truyện ký đầy đủ. Ly cái nắp nãy kêu lại giờ em tưởng nó là cái hũ đựng trà nhưng mà cái này là cái ly có nắp nha. Ly này thuộc dòng hàng xưa nha chị, thuộc dòng xưa nha. Ly họ tiết chú tiểu được vẽ tay. Ly họ tiết chú tiểu. Ly này là họ tiết là vẽ tay nha, men xanh lam. Mặt dưới có ký truyện đầy đủ. Mặt dưới có ký truyện đầy đủ nha anh chị. Nắp này, ly này có cái hình thù lạ lắm luôn. Nãy em cầm lên em tưởng cái hũ, em tính nó cái hũ. Chỗ này bị dính keo. Rồi em báo với anh chị là cái hũ này nó không phải là hàng mà. Cái hũ này là hàng xưa nha, nên là nó không được mới như là mấy cái hàng bây giờ. Truyện ký đầy đủ, họ tiết chú tiểu vẽ tay. Ly có nắp nha anh chị. Rồi đường kính của miệng ly là 8 và cao là 8 luôn. Đường kính của miệng ly là 8 và cao là 8 luôn, có truyện ký đầy đủ. Rồi anh chị lên cho em mã L17 giá 80k cái ly này. L17 giá 80k nha anh chị.
ly có nắp. Rồi em lên mã tiếp theo. Em có hai hộp này, hai hộp đĩa. Rồi, bốn chiếc đĩa này là hàng hộp nha anh chị. Mỗi chiếc sẽ có một loài hoa khác nhau. Đây là hoa màu tím nè, chiếc này hoa màu tím. Viền của đĩa này là viền nhúng nhẹ nha anh chị. Thì tổng quan của cái đĩa này là hình một bông hoa nè. Rồi bên trong có họa tiết hoa. Hoa mỗi bốn đĩa, mỗi đĩa là một loại hoa khác nhau. Hoa này màu tím. Rồi, mặt sau có ký truyện đầy đủ nha. Đĩa này hoa màu tím nè. Đĩa này hoa màu xanh. Chiếc đĩa này hoa màu vàng. Bốn chiếc đĩa này là hàng có hộp nha anh chị.